Chào toàn thể các bác nhé, gặp lại các bác trong clip ngày hôm nay. Shop xin giới thiệu cho bác về cái bộ ba cái sản phẩm mà dành cho các cu thủ, dành cho các bác đam mê cái bộ môn đó là bẫy cu. Thì mỗi các bác khi các bác đã chơi cái môn cu gáy thì các bác chắc chắn là bác nào cũng sẽ có một cây sào như thế này đấy, và nó cũng tùy thuộc vào kinh tế của các bác, mỗi bác sắm cho mình một cây sào chất liệu khác nhau. Và sào hôm nay thì shop muốn giới thiệu cho các bác đó là cái bộ ba cây sào nhôm nha các bác nhé, chất liệu nhôm hòa 100%. Đây là một cái sản phẩm cao cấp của các bác cu thủ. Đấy, các bác nào có điều kiện kinh tế một chút thì các bác lên sắm cho mình một cây sào nhôm như thế này. Đấy, chất lượng thì cực kỳ là tuyệt vời, ok luôn. Đấy, đảm bảo và bảo hành cho các bác 2 tháng thì các bác đặt hàng mua một cây sào nhôm như thế này. Có vấn đề gì hoặc về các bác sử dụng, về các bác đi treo chim này, về các bác đi giật cành mà có bị tụt lóng hay như nào, shop sẽ đổi mới cho các bác hoàn toàn luôn. Đấy, riêng cái dây sào nhôm này và chi phí đổi sào thì bên shop chịu cả. Đấy là một cái điều mà shop khẳng định với các bác. Và cái bộ ba cây sào ngày hôm nay thì shop xin giới thiệu này. Cây sào ở giữa, đây là cây sào 5m gồm có 5 lóng. Cây sào bên tay phải này là cây sào 6m cũng 5 lóng. Và cái cây sào bên tay trái này là cây sào 7m nhưng mà có 6 lóng. Đấy. Chiều dài tổng thể của cái cây 5m này khi chưa rút ra nó là 1m2. Đấy, 1m2 các bác nhé. Đấy, còn cây sào 6m chiều dài tổng thể khi chưa rút ra của nó được khoảng 1m4, gần 1m4. Và cái cây sào bên này thì nó khoảng hơn 1m4 một chút, cây sào 7m là chiều dài tổng thể hơn 1m4 một chút. Đấy, đây là khi chưa rút lóng ra nhé các bác nhé. 7m thì có 6 lóng, còn 5m và 6m thì 5 lóng nhé các bác nhé. Đấy, và đây cũng là ba cái mẫu khâu liêm điển hình của bên shop đang cung cấp cho các bác. Ba cái mẫu khâu liêm cao cấp, mà đây là khâu liêm chuyên đặt nha các bác nhé. Hàng cũng là hàng cao cấp, nó tương đương với cây sào. Đây các bác nhìn những cây khâu liêm này, nó không phải là nó kết nối với cái ốc như là những cái khâu liêm chẳng hạn, như đây là cái dạng khâu liêm hai lưỡi nhưng mà cũng phải là hàng rẻ tiền đây. Thì nó sẽ được hàn với cái cây ốc vít như này để các bác xoáy vào. Đấy, thì chắc chắn là cái độ bền nó sẽ không được bằng cái khâu liêm liền như thế này. Đây là toàn bộ khâu liêm liền này. Đấy, hàng cao cấp lên là nó sẽ được hàn liền như này các nhá. Đấy, đảm bảo cho bác về độ bền cực kỳ là bền luôn. Đấy, và sắc. Khi các bác đã bỏ một số tiền nhất định ra để mua những sản phẩm như này thì nó phải tương đương với cái chất lượng của cái đồng tiền các bác bỏ ra. Đấy, đây là ba cái loại sào. Sào này thì có cái ưu điểm thứ nhất đó là cái trọng lượng của nó rất nhẹ, nó chỉ bằng một nửa cái sào inox thôi. Đấy là cái ưu điểm thứ nhất. Và ưu điểm thứ hai đó là khi các bác có thể sử dụng được hai chiều xoáy. Đây em sẽ cài máy quay và em thử nghiệm cho các bác xem. Các bác đợi em một chút nhé. Đây, quay một mình nên là các bác thông cảm, không có ai cầm máy quay được cả. Đây, em sẽ thử cho các bác xem cái ưu điểm của nó ấy. Này các bác rút ra này, khi các bác xoáy bên trái các bác cũng có thể khóa được, khi các bác tuột ra xoáy sang bên phải các bác cũng có thể khóa được. Đại loại là cái sào nhôm mà các bác có thể khóa hai chiều. Đấy, không bất cứ một chiều nào cả, các bác có thể xoáy như này hai chiều nha cô nhá, khóa hai chiều. Đấy, mà rất chắc chắn. Toàn bộ cái khóa thì các bác có thể nhìn quan sát thấy này, đều có những cái khớp nhè và khớp bên trong cũng là khớp nhôm. Các chốt bên trong đều là chốt nhôm hết nha các bác nhá. Đấy, hàng cao cấp. Kích thước thì như vậy rồi, trọng lượng thì rất nhẹ, nhẹ bằng một nửa sào inox. Có thể khóa hai chiều. Đấy. Hàng đảm bảo, hàng chuẩn với cái tên gọi của nó là sào nhôm cao cấp. Đấy. Đây là cây sào 7m. Đấy. Và shop đảm bảo cho các bác khi các bác đi ở gác cu, các bác giật cành cây là không bao giờ bị tuột lóng nha các bác nha. Đấy, hàng cao cấp, không bị rít lóng bao giờ cả. Đấy. Hàng mới hay hàng cũ đi chăng nữa cũng không bị rít lóng, bởi vì đây nó là hàng nhôm cao cấp, hàng gia công sản xuất tại Việt Nam nha các bác nha, không phải hàng Trung Quốc đâu. Đấy, nhờ các bác thợ rèn rất chi là cao tay, các bác mới làm được những cái sản phẩm độc đáo như thế này. Đấy. Đây là thêm có một vài sự lựa chọn cho các bác. Các bác có thể chơi sào inox hoặc là sào nhôm. Đấy, dành cho các bác mà có kinh tế một chút thì các bác nên mua và sắm cho mình một chiếc sào nhôm như thế này. Đấy, hàng đảm bảo chất lượng. Và bên shop ship COD toàn quốc nha các bác nha.
bên shop ship sale đây toàn quốc. Các bác nhìn hàng như thế nào ở trên hình, shop gửi đúng y hàng như vậy. Khi các bác nhận hàng, các bác được quyền mở hàng ra, kiểm tra hàng đúng cái hàng mà các bác xem trên video hay không thì các bác hãng nhận hàng. Và khi các bác nhận hàng rồi, các bác mới phải trả tiền cho người mang hàng đến, và người mang hàng đến sẽ mang hàng đến tận nhà cho các bác nhé. Các bác yên tâm là như vậy. Đấy, các bác không phải đặt cọc trước khi mua bất cứ một sản phẩm nào bên shop. Đấy, các bác chỉ vào việc cho shop địa chỉ và số điện thoại, tên tuổi của các bác, shop sẽ gửi hàng đến tận nhà. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy là cái cách thức giao dịch bên shop. Và để mua hàng nhanh nhất thì các bác alo trực tiếp tới cái đầu số điện thoại mà shop sẽ ghi ở phần tiêu đề. Đấy, hoặc các bác có thể để lại một vài dòng comment. Các bác có thắc mắc gì, các bác hãy viết ra cái phần bình luận, shop sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bác. Hoặc các bác có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận cũng được. Bên nhân viên tư vấn của shop sẽ gọi điện lại tư vấn cho các bác và xin địa chỉ khi các bác muốn đặt hàng. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Mong rằng các bác sẽ ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ đỏ bên góc phải màn hình và ấn vào quả chuông để theo dõi những clip tiếp theo mà shop giới thiệu về những cái cây sáo nhôm hoặc là những cái clip thực tế mà shop sẽ đi treo cu hoặc là sẽ dập cành cây bằng cái cây sáo nhôm shop đang giới thiệu cho bác trong clip này. Đấy, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.